Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 91: Thuần tịnh, thuần thiện chính là trân bảo chân thật. Thế xuất thế gian bao gồm tất cả pháp, các vị dùng cái gì là trân châu, mã não, sa cừ? Tôi ngó qua cũng không thèm ngó. Vì sao vậy? Vì tôi biết những thứ đó không phải là bảo, không thể giải quyết được vấn đề sanh tử, không thể giải quyết được vấn đề phiền não, cũng không giải quyết được đời sống khó khăn ở ngay hiện tại của chúng ta. Có một số người nói, tiền nhiều rồi chẳng phải cải thiện đời sống hoàn cảnh của chúng ta hay sao? Vì sao nói không thể cải thiện được cảnh khó chứ? Hiện tại, cái thế gian này có rất nhiều nơi bần cùng lạc hậu. Có nơi thì khoa học kỹ thuật công thương nghiệp rất là phát triển. Nếu bạn bình lặng mà đi quan sát một chút, thì bạn liền biết được nơi đó tuy đã phát triển, tuy là rất giàu có, nhưng khốn khó của họ còn vượt xa hơn những người nghèo khó. Họ chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, tâm ý qua loa, dường như hiểu mà không hiểu, dường như không biết được chân tướng của sự thật. Cách ngôn có câu nói rất hay: người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu, người hà tiện có cái khổ của họ. Làm đế vương, làm tể tướng, làm tổng thống, họ cũng có cái khổ của họ. Nếu hai bên mà so sánh, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Cái khổ của người bần cùng hà tiện ít, cái khổ của người giàu có thì nhiều hơn. Khởi tâm động niệm của người bần cùng chỉ là cơm no áo ấm, tạo nghiệp ít. Người giàu có phải gìn giữ cái giàu có của chính mình, ngày ngày ở nơi đó nghĩ tưởng chú ý. Làm thế nào đánh bại người khác? Làm thế nào để giữ lấy cái quyền lực của chính mình? Cái khởi tâm động niệm đó đều là bất thiện. Sau khi chết, quyết định đọa tam đồ. Bạn từ ngay chỗ này mà bình lặng quan sát, bạn mới hoát nhiên đại ngộ. Ta có nên trải qua đời sống giàu có hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật thông minh. Tuy là sinh ra trong nhà đế vương, Ngài thảy đều xả bỏ hết. Ngài chỉ có ba y một bát, nửa ngày ăn một buổi, dưới gốc cây ngủ một đêm. Trải qua đời sống khất thực, cái thế gian này người thông minh đệ nhất mới làm được việc đó. Ai có thể thấy ra được đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật là hưởng thụ chân thật chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật trải qua đời sống đệ nhất của thế gian, Ngài trí tuệ đệ nhất, phước báo đệ nhất, trải qua đời sống đệ nhất. Phàm phu thông thường của chúng ta là phàm phu mắt thịt, có xem thế nào cũng không thể thấy ra được. Thực tế không dễ dàng. Tôi cũng đã nhìn qua mấy mươi năm mới nhìn ra được cái sự việc này chân thật rõ ràng tường tận rồi, hoan hỷ tán thán. Tôi ở chỗ này xin nói với các vị, tâm địa thuần tịnh thuần thiện là trân bảo chân thật của thế gian, là thiện căn chân thật. Chúng ta phải hiểu được, giữ gìn thiện căn, giữ gìn chính là bạn phải đem chân vọng, tà chánh, phải quấy, thiện ác phân biệt cho rõ ràng. Bạn mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cái gì nên xả, thảy đều xả hết, bạn liền được đại tự tại.
trong Phật Pháp gọi là Đại Tự Tại, Đại Giải Thoát. Chúng ta đối với những danh từ thuật ngữ này, thực tế ra như hiểu mà không hiểu. Đối với cảnh giới chỗ này đã nói mà không hề biết gì. Đại Tự Tại, Đại Giải Thoát, đây là chân thật. Đến lúc nào sau khi bạn đem hai câu nói này chân thật hiểu được rõ ràng, làm được đến nơi, bạn mới biết được đời sống của chư Phật Bồ Tát chân thật an vui, chân thật tự tại. A Di Đà Phật. No.